cái việc xây dựng cộng đồng thì nó sẽ đến từ từ việc là hiểu user và hiểu ngành. Và nó có một vài cái rủi ro là những cái dữ liệu khi mà được lưu tập trung như thế thì nó được sở hữu bởi một hoặc một vài công ty. Nó rất dễ bị manipulate, nó rất dễ được dùng sai mục đích. Em có thể cho mọi người một cái ví dụ data on-chain là gì không? Tất cả những loại dữ liệu nào thì nên được lưu trên blockchain. Những dữ liệu này nó có giá trị. Lúc mà bọn em làm data nerd thì cái việc scale cái team data lên thì khá là khó. Với việc tìm những bạn researcher hay là những data analyst trong mảng crypto bây giờ cũng tương tự như tìm những bạn làm marketing cách đây khoảng tầm 2 năm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Live Việc Success Business. Tôi là Chris và tôi là dẫn chương trình của series Web3 Plus cùng với các bạn. Sứ mệnh của Web3 Plus là một chương trình mang nhiều chuyên gia cũng như là chia sẻ không chỉ đến từ Việt Nam mà còn đến từ các công ty quốc tế để nhằm chia sẻ thêm về kiến thức làm sao để xây dựng các sản phẩm, làm sao để áp dụng công nghệ Web3 cũng như là blockchain vào trong các cái ứng dụng hàng ngày của mọi người. Rất mong mọi người chờ đón xem. Và ngày hôm nay có mặt trong studio cùng với tôi đó là bạn Dự Nguyễn. Dự đang là co-founder và là CEO của dự án The Data Nerd. Dự đã từng là Head of Product ở tại bệnh viện Vinmec cũng như là Head of Marketing và Community của một dự án game rất là có tiếng ở tại Singapore là The Monster Hunt. Có mặt trong studio ngày hôm nay thì rất hy vọng Dự sẽ có một cái buổi chia sẻ nhiều hơn với chúng ta về góc nhìn về cơ sở dữ liệu on-chain hay là chúng ta hay còn gọi là data on-chain. Và một lần nữa chào mừng Dự đến với lại chương trình ngày hôm nay của anh Chris ha. Thì, xin chào Chris. Cảm ơn em đã dành ít thời gian sau khi mà đã bay từ Hà Nội vào. Thì chắc là để chia sẻ nhanh một lần nữa thì em có thể share rất là nhanh với mọi người là hãy tưởng tượng là mọi người chưa có hề biết về cái blockchain là gì và mọi người nghe về cái chữ gọi là on-chain data rất là nhiều, cơ sở dữ liệu nằm ở trên chain. Thì em có thể cho mọi người một cái ví dụ, một cái định nghĩa data on-chain là gì không? Yeah, ok. Đối với data on-chain thì em nghĩ mọi người có thể tưởng tượng theo cách là chúng ta đang nói rất nhiều về công nghệ blockchain đúng không? Blockchain để mà mô tả theo cái góc độ về dữ liệu thì đấy là một nơi lưu trữ dữ liệu và phi tập trung. Khi lưu trữ dữ liệu phi tập trung rồi thì data on-chain được định nghĩa là tất cả những cái data, tất cả những dữ liệu được lưu ở trên blockchain. Và để mà dễ hình dung hơn nữa thì có thể phân loại những cái data on-chain theo những cái góc độ như thế này. Nó có thể là những cái data về transaction, một cái giao dịch nó được thực hiện nó như thế nào. Thứ hai là những cái data về một cái smart contract. Thêm một chút những cái khái niệm và cơ bản nữa. Smart contract thì nó là những hợp đồng thông minh. Nó quy định là nếu điều này xảy ra thì nó sẽ trigger một điều gì đấy xảy ra. Data on-chain về smart contract có nghĩa là người ta lưu lại tất cả những cái rule, tất cả những policy để một cái blockchain hay là một cái ứng dụng làm một cái việc là điều phối. Luật chơi. Yeah. Nếu nói là luật chơi. Chính xác. Một cái phần nữa là token. Token data. Token là một cái digital asset. Nó sẽ cho người ta biết là lịch sử nó được tạo ra như thế nào, nó được chuyển từ ví A sang ví B hay là như nào đó. Và đây cũng là một cái phần dữ liệu khá quan trọng khi mà bọn em làm phân tích dữ liệu on-chain. Một cái mảng data nữa cũng có thể coi là dữ liệu on-chain nhưng mà chắc là cũng sẽ ít người quan tâm đến. Metadata. Đó sẽ là những cái dữ liệu như là về cái size của một cái block thì nó như nào. Nó sẽ lưu trữ những cái metric mà nó rất là kỹ thuật mà thường là những cái bạn dev hay là những cái bạn làm rất sâu về blockchain thì các bạn mới quan tâm đâu. Nhưng đấy cũng là những cái dữ liệu được lưu ở trên blockchain. Nếu mà như thế thì anh nghĩ là ở góc độ về độc giả họ cũng sẽ tò mò là nếu mà như thế đó, những cái dữ liệu on-chain này thì lúc nào nó cũng available, gọi là lúc nào nó cũng nằm ở trên public hết luôn hả Dự, hay là nó sẽ nằm được cả ở trên private chain hay như thế nào đó. Cái này là more về cho người độc giả để họ hiểu cho nó đúng, đúng không? Thì cứ phải là public blockchain thì mới có dữ liệu on-chain đúng không? Hay là như thế nào, em có thể làm rõ hơn xíu được không? Thật ra tất cả những dữ liệu được lưu ở trên một blockchain thì nó là dữ liệu on-chain.
nó không phân biệt là public chain hay là private chain. Còn việc cái dữ liệu đấy, dữ liệu on-chain để có thể được truy xuất hay không ấy, thì nó sẽ phụ thuộc vào vào nó là public chain hay là private chain. Và những cái người sở hữu cái private chain đấy, họ có sẵn sàng chia sẻ ra với cộng đồng hay không? Rất là hay, rất là hay. Nếu mà như vậy thì thật là nhanh, nếu mà mình nhìn được những cái cơ sở dữ liệu ở Web3 hay là on-chain ở blockchain ấy, thì so với lại những cái cơ sở dữ liệu data ở Web2 hoặc là truyền thống thì nó có những cái sự ưu việt nào hơn đứng về góc độ mà dự đánh giá? Em nghĩ cái từ đầu tiên mà có thể phân biệt giữa dữ liệu trên Web3 và Web2 nó là decentralization. Đấy là một cái, em nghĩ là một từ mà nó, một tính từ mà nó quan trọng nhất. Decentralized có nghĩa là bình thường khi mà em và anh cùng vào Facebook chẳng hạn, anh Chris nhắn tin cho em thì có nghĩa là tất cả những dữ liệu đấy đang được lưu ở trên data center của Facebook, của Meta. Và nó có một vài cái rủi ro là những cái dữ liệu khi mà được lưu tập trung như thế thì nó được sở hữu bởi một hoặc một vài công ty. Nó rất dễ bị manipulate, nó rất dễ được dùng sai mục đích, không ai tin được, nó có thể được chỉnh sửa bởi một bên thứ ba. Nó cũng có thể có một cái rủi ro tuy là nhỏ là cái dữ liệu đấy nó hoàn toàn có thể bị bịp mất. Nhưng khi mà dữ liệu được lưu phi tập trung, có nghĩa là dữ liệu được lưu ở máy anh Chris thì có nghĩa là dữ liệu đấy cũng sẽ được đồng bộ hóa trên máy của em. Nói một cách hình tượng như thế, đấy là một cách cách mà các cái dữ liệu ở trên blockchain được sync giữa các node với nhau và được lưu ở rất nhiều nơi ở trong mạng lưới blockchain. Thứ hai nữa, để nói về sự ưu việt hơn của data ở Web3, đó là immutable. Immutable có nghĩa là một khi mà cái bản ghi đấy đã được ghi ở trên blockchain rồi thì nó không thể bị xóa bỏ. Như thế nó sẽ tăng cường được cái tính minh bạch. Em lấy ví dụ như là nếu mà anh Chris vote cho một ông A ở trong một cuộc bầu cử nào đấy mà nó đã lưu ở trên dữ liệu blockchain rồi thì nó sẽ không được thay đổi nữa. Không ai đổi anh thành vote B được hết. Và cái ý thứ ba mà khiến cho dữ liệu trong Web3 và nó sẽ ưu việt hơn ở Web2, đấy là trust. Niềm tin là cái data này nó đúng. Lý do là khi mà một cái piece of data được lưu trên blockchain có nghĩa là nó được verify bởi rất nhiều bên chứ không chỉ là một bên. Và như thế nó sẽ rất là dễ đối chiếu, nó rất là dễ để tin rằng cái data này nó đúng nhiều hơn so với một cái data được lưu tập trung như ở trên Web2. Nghe thì có vẻ là dữ liệu on-chain là thấy là ăn đứt những cái cơ sở dữ liệu ở Web2 rồi đó. Nếu mà như vậy thì những cái người tò mò hoặc là những cái người nghiên cứu về mặt data, nếu mà muốn bắt đầu với on-chain data thế thì họ sẽ bắt đầu từ đâu, đứng về góc độ là đi vào trang web nào hay là xem những cái dữ liệu on-chain nó ở đâu? Em cứ hãy chia sẻ để xem, ví dụ như là một người mới bắt đầu luôn thì họ sẽ bắt đầu từ đâu? Em nghĩ là với một người mới bắt đầu, chắc là sẽ cũng giống như em, giống như anh Chris, thì mọi người sẽ bắt đầu tìm hiểu dữ liệu on-chain một cách rất tự nhiên, là khi mà giả sử một cái hành động nó rất bình thường mà nó xảy ra lúc mà anh em mình ở trong mảng crypto chẳng hạn, đấy là anh Chris sẽ chuyển tiền cho em từ địa chỉ ví của anh Chris, sau đó nó sẽ ví của anh hay là ví của em, nó sẽ confirm là cái dữ liệu đấy, cái giao dịch đấy được thành công khi mà nó trả ra một cái transaction. Và mình có thể tìm nó ở trên một cái nguồn data
một cái dạng data nó thường gọi là sẽ là scanner ha, thường yeah. sẽ là scanner, Etherscan, Sun scan, BSC scan, và những cái nguồn data đấy thì nó gọi chung là Block Explorer. Với những người bắt đầu thì có thể tìm hiểu về những cái data source này, vì nó rất dễ tiếp cận với nhiều người. Người ta có thể tìm một cái dữ liệu nào trên đấy, xem là từ vị A chuyển sang vị B nó được thành công hay chưa. Những cái smart contract với từng cái token thì nó đúng hay không, ít nhất là phục vụ những cái nhu cầu hàng ngày của anh em ở trong giới crypto, là ok, tôi biết là tôi nhận được tiền, và thứ hai là tôi tránh lừa đảo. Khá là thú vị ha. Có nghĩa là nó khác, nhưng mà nó cũng mang một chút xíu cái giá trị của những cái thị trường đầu tư truyền thống. Anh ví dụ như là trong thị trường chứng khoán thì đặc biệt là những cái nhà đầu tư mà nắm giữ số cổ phiếu lớn, trước khi mà đặt lệnh mua lệnh bán thì họ phải đều báo cáo lên ủy ban chứng khoán để công bố cái lệnh đó. Thì ở một chừng mực nào đó, ở trong cái thế giới blockchain, ở trong thế giới crypto ấy, không ai phải báo cáo ai cả, hiện giờ là không ai phải báo cáo ai cả, nhưng rõ ràng chúng ta đều rất là quan tâm tới những cái chuyển dịch của những nhà đầu tư to, những nhà đầu tư lớn, bởi vì họ to, bởi vì lý do là họ đã phải rất là thành công, nên khi là họ dịch chuyển hoặc là họ di chuyển 1, 2, 3 bước về một phía nào đó, khi mà chúng ta hiểu được cái việc là vì sao họ đi cái hướng đó, nó sẽ tạo dựng được nhiều cái cơ hội cho mình, đúng không? Thế thì bên cạnh cái đó thì em có nghĩ là ở cái khối mà gọi là công ty và những cái doanh nghiệp truyền thống, khi mà họ có thể xây dựng được những cái ứng dụng blockchain rồi á, thì cái on-chain data này có thể có những cái ứng dụng gì có thể dành cho họ được hay không, có thể mang lại được sự minh bạch hay là phòng chống gọi là fraud hay là như thế nào hay không? Em nghĩ là đến thời điểm hiện tại thì ứng dụng của blockchain nhiều nhất đối với user mà người ta có thể nhận biết được, đấy là crypto. Khi mà mình mua bán một cái đồng token nào đấy, nhưng nằm ngoài cái câu chuyện về tài chính nhá, nằm ngoài cái câu chuyện là người ta tạo ra một đồng token nào, người ta cố gắng giao dịch, người ta thu hút vốn từ cộng đồng, từ nhà đầu tư nhỏ lẻ, thì những cái ứng dụng khác của blockchain nó dựa trên những cái đặc tính của dữ liệu on chain hay là của blockchain ấy, thì người ta có thể ứng dụng được khá nhiều những cái mảng khác ở trong một doanh nghiệp. Ví dụ như là supply chain management, khi mà người ta muốn truy dấu xem là từng phần của sản phẩm thì đã làm được đến đâu rồi, sẽ rất dễ để track ra được những việc đấy. Hoặc là như ứng dụng trong voting một cái vấn đề gì đấy chẳng hạn, thì nó cũng dựa trên được những nó dựa trên những cái đặc tính của dữ liệu được lưu trên blockchain đó. Từ góc độ của em thì em nghĩ là công nghệ blockchain nó là một cái công nghệ mà nó mở ra rất nhiều những cái cơ hội, và sẽ còn rất nhiều những cái đất diễn để cho doanh nghiệp có thể ứng dụng cái công nghệ này vào trong cái việc vận hành doanh nghiệp của họ và add được những cái value mà nó thực sự tốt đến cho doanh nghiệp hoặc cho chính người tiêu dùng của họ. Và nếu mà chỉ thuần là nhìn ở trên dữ liệu on-chain thì cái dữ liệu đấy nó khá là một chiều. Đâu là những loại data họ nên lưu trữ ở trên on-chain và đâu là những thứ không nên? Ok, anh sẽ hỏi thêm một cái câu hỏi về The Data Nerd một chút xíu. Là hiện giờ hình thái của The Data Nerd thì đang dừng lại ở một cái yếu tố gọi là chia sẻ những cái thông tin và nhận định về cơ sở dữ liệu vào trong cho community, đúng không? Nhưng mà chắc chắn là trong thời gian sắp tới là dự sẽ phải có những cái kế hoạch để mà chuyển hình thái nó thành một cái sản phẩm mang hình dáng data nhiều hơn, đúng không em? Dạ đúng ạ. Với cái thế mạnh của The Data Nerd ấy, là bọn em có background về research, bọn em có background về data analyst,
Thì em nghĩ là ở trong cái niche làm data ở trong blockchain, nó có khá nhiều player, và nó có sẽ có từng tầng. Ví dụ như là để mà nói đến việc phân tích dữ liệu blockchain, mình có thể chia thành là việc là data source này, data sourcing này. Sẽ có những cái công ty hoặc có những cái tổ chức họ sẽ crawl data từ blockchain, họ lưu trữ vào, họ chạy những cái node để họ lấy được những cái data. Sẽ có những bên là từ những cái source data thứ cấp đấy, source data sơ cấp đấy, thì họ sẽ tạo ra những cái source data thứ cấp đã được lọc rồi, qua được những filter và cung cấp cho một vài những cái ứng dụng nhất định. Ví dụ như là họ sẽ lưu những cái data gốc từ blockchain, họ sẽ tạo thêm một vài cái filter và cung cấp cái source data thứ cấp cho những cái bên nhất định, ví dụ như là NFT, game, hay là về tài chính chẳng hạn, hay là những bên phát triển ứng dụng phi tập trung khác mà họ cần những cái data đấy ở trên on-chain. Đấy là về phần data sourcing khi mình lấy data rồi. Xong sau đó thì đến một bước nữa là mình phải phân tích. Khi mà có những cái data đấy rồi thì phải phân tích. Sau khi phân tích xong thì visualize đó. Visualize ở đây là kể cả việc mà mình phân tích có tốt đến đâu chứ nữa, thì cái dữ liệu đấy nó cũng chỉ có ý nghĩa với một vài người thôi. Nó có thể là với các bạn developer, nó có thể là với những cái tổ chức lớn. Cái việc mà visualize data ra thì để cho từng cái nhóm đối tượng khách hàng đấy họ sẽ dễ sử dụng hơn. Ví dụ như là nhu cầu visualize data của một bên làm quỹ đầu cơ chẳng hạn, ở trong mảng crypto thì nó sẽ khác so với cả một bên làm game NFT, hay là phát triển một cái DApp nào đấy. Và đến cái bước cuối cùng, sau khi visualize ra rồi thì làm thế nào để đưa được những cái thông tin đã được visualize ra thành những insight, để cho mà thành những actionable insight, để cho mass user hay là từng cái nhóm đối tượng kia họ biết là họ act như nào. Với the data nerd thì bọn em tiếp cận theo cái cách là ngay từ đầu bọn em sẽ tiếp cận đến cái phần mà gần user nhất. Bọn em đã partner với rất nhiều bên data source, cả sơ cấp cả thứ cấp. Những cái bên mà có những cái tool mà giúp visualize data, và bọn em focus vào việc là giải quyết cái phần là insight mình đưa ra đến cho mass user, nó sẽ là những cái dữ liệu, nó sẽ là những cái insight mà giúp người ta đưa ra được những quyết định hay là những cái phân tích của người ta một cách dễ dàng nhất. Thì đấy là cách mà bọn em chọn để add được value cho user. Nếu mà như thế thì có vẻ như anh đang hiểu là the data nerd, nếu mà ví như là data là một loại hàng hóa, và giả sử luôn là tụi em đang phân tích được những cái insight rất là xịn đúng không, thì những hàng hóa này là những hàng hóa rất là the best. Và cái việc mà hàng hóa đó có tới được với lại những cái người gọi là dùng cuối để mà có thể đọc được những cái hàng hóa đó phụ thuộc hoàn toàn vào cái mạng lưới trung chuyển, một cái marketplace để giúp cho cái người gọi là tạo ra được những cái insight đó tiếp cận được với lại những cái người đọc đúng không. Thì nếu mà cái hàng hóa đó nó không có cái platform đó để mà đi tới những cái người user, thì hàng hóa có xịn cách mấy thì nó cũng đâu có reach được cái người dùng cuối cùng đâu. Thì anh nghĩ đó là một cái góc tiếp cận cũng rất là thú vị, bởi vì em đang không có chen chân vào trận đấu gọi là đi thu thập dữ liệu, đi crawl dữ liệu với lại những anh khổng lồ của thế giới, bởi vì
mối quan hệ cũng như là về mặt độ phủ về hệ thống của mình cũng không thể nào bằng những đơn vị khổng lồ đó, và nó cũng tốn rất là nhiều chi phí để mà lấy được những cái gọi là data raw đó về, đúng không? Nhưng mà việc sau đó mình phối hợp với họ để mình ra được những cái insight thì nó có vẻ là nó dễ chịu hơn. Và anh nghĩ là cái này là một cái cũng rất là biết mình biết ta, với lại nó giải quyết cái bài toán gọi là mang tính chất ứng dụng liền ngay cho thị trường, có nghĩa là mình làm ra những cái data và người ta có thể nhai và đọc và hiểu liền ngay lập tức, thay vì là quăng ra một mớ data cho ai biết xài như thế nào. Thì nếu mà như vậy thì đâu là những cái dạng đối tác về mặt data em sẽ phối hợp trong cái câu chuyện gọi là để build ra được những cái insight này vậy? Với các đối tác chiến lược mà bọn em đang hợp tác cùng ấy, là những bên mà làm những cái data source. Nó có thể là thứ cấp, nó có thể là thứ cấp, ví dụ như là bọn em hay dùng Dune Analytics, Transpo này, Into the Block này, hay Nansen này. Bọn em sẽ partner với cả những cái bên mà có thể làm dữ liệu sơ cấp nữa, ví dụ như SourceScan, hoặc là những cái tool làm kiểu Block Explorer tương tự. Lý do mà bọn em vẫn reach out đến những cái source data là sơ cấp là bởi vì bọn em muốn cross check lại, cross check và thêm một cái nữa là đôi khi có những cái dữ liệu mà bọn em sẽ cần cái tốc độ nó nhanh hơn. Đúng. Là chảy qua một cái nguồn dữ liệu thứ cấp. Vì vốn dĩ ở trên Block Explorer thì data nó đã gần như là real time rồi, nên sẽ có những cái chiến dịch hoặc là những cái activity mà chạy lên đó lấy data có khi còn nhanh hơn đợi mấy anh mà thứ cấp mấy ảnh ngồi mấy ảnh khuất xong data, đúng không? Ý em là vậy đúng không? Rồi, một câu hỏi này thì hồi nãy trong quá trình trao đổi với Dự thì Dự cũng có trao đổi với anh, thì anh cũng muốn hỏi lại một lần nữa là theo em thì bây giờ mình tạm tách cái câu hỏi này ra thành hai vế ha. Cái vế thứ nhất là các công ty nằm ở trong ngành blockchain và những công ty không nằm trên ngành blockchain, thì không biết câu trả lời nó có giống hoặc khác không nha, em thoải mái nha, là đâu là những loại data họ nên lưu trữ ở trên on-chain và đâu là những thứ không nên đấy, thì góc nhìn của Dự như thế nào? Trước đấy thì em cũng có con giao cho khá nhiều dự án, thường là những cái dự án họ có một cái mảng kinh doanh truyền thống rồi. Họ muốn tìm hiểu thêm, muốn khám phá thêm sức mạnh của blockchain và ứng dụng vào. Em có con giao cho một vài công ty về y tế. Cái logic của họ, em nghĩ là cái logic đấy khá chuẩn. Ví dụ như là những cái dữ liệu gì mà nó đắt đỏ, họ cần những cái dữ liệu đấy nó khó bị sai lệch thì họ sẽ lưu ở trên blockchain. Thì dữ liệu y tế là một trong những cái dữ liệu mà nó rất là quý. Nó cũng cần bảo mật. Đương nhiên là người ta sẽ có cách để khiến nó bảo mật, chứ nó không dễ dàng để mình trích xuất ra. Những cái câu chuyện là nhìn về đặc tính chung của tất cả những loại dữ liệu nào thì nên được lưu ở trên blockchain. Em nghĩ là có một vài yếu tố. Một là những dữ liệu này nó có giá trị. Bởi vì với những cái blockchain đến thời điểm hiện tại mà nó đang phát triển ấy, thì cái việc lưu trữ data ở trên blockchain nó khá là đắt. Là khi mà để đồng bộ hóa dữ liệu, khi mà có một cái bản ghi ở trên blockchain thì mình sẽ mất gas fee, đúng không? Đúng. Hoặc là những cái người mà vận hành cái blockchain đấy thì họ sẽ phải chạy node, đúng không? Thì tốn server. Yeah. thì nó sẽ tốn computing power của khá nhiều bên để mà cái dữ liệu đấy nó được lưu trữ ở trên mạng lưới blockchain. Trong khi đó mình có rất nhiều những cái cách khác để mà lưu trữ được dữ liệu ở trên cloud, mình nói chung là cloud đi, với cái chi phí mà nó rẻ hơn rất nhiều.
cái việc mà mình chọn những cái dữ liệu nào ở trên blockchain ấy, thì ngoài những cái yếu tố mà em vừa nói ra là một là nó phải đáng để mình lưu, thứ hai là những cái dữ liệu nào mà nó rất quan trọng trong cái việc là nó cần cái tính minh bạch. Ví dụ như là giá của một hàng hóa chẳng hạn, tại một cái thời điểm nhất định, thì người ta cần nó minh bạch, người ta cần nó là ví dụ là cùng một Bitcoin chẳng hạn, em cũng muốn nhìn thấy một cái giá như là anh Chris nhìn. Một cái đặc tính nữa của data mà nó nên được lưu ở trên dữ liệu on chain ấy, đấy là cái thời điểm mà cái data đấy nó được lưu vào trong timestamp thì nó sẽ được đồng bộ với tất cả những mọi người ở trong cái blockchain này. Ví dụ như là khi mà thấy một cái VC xả hàng chẳng hạn, thì cái dữ liệu đấy nó có giá trị khi mà em và anh Chris cùng nhìn thấy một thời điểm nó giống nhau, thì mình mới biết ách nó giống nhau, đặt cái sự đồng bộ hóa về dữ liệu. Cái ví dụ mà em nêu ra khi mà một cái VC họ chuyển token đi, nó chỉ là một trong những cái ví dụ đó. Nó có thể ứng dụng ở trong một vài tình huống nữa. Dạo gần đây thì em có nói chuyện với cả một vài những cái bên mà làm blockchain data nhưng mà chuyên cho mảng game. Hồi trước anh Chris cũng chơi game bắn súng đúng không? Thì cái dữ liệu quan trọng nhất khi mà mình chơi game bắn súng online, đấy là khi nào mà một viên đạn được bắn ra và cái thằng đối thủ của mình nó chết. Đúng. Sắp xếp thứ tự. Yes. Sắp xếp thứ tự. Và xem là ví dụ là bên mình có bao nhiêu người này, bên mình có bao nhiêu ông chết này, bao nhiêu ông còn sống này, bao nhiêu ông còn có khả năng chiến đấu tiếp này, máu thì sẽ giảm xuống bao nhiêu này, thì thật ra là đấy là cái câu chuyện mà đồng bộ hóa dữ liệu. Khi mà tất cả mọi người tham gia và truy xuất những cái dữ liệu từ cùng một nguồn thì nó nhanh nhất có thể. Thực ra cái timestamp đó anh nghĩ là đứng góc độ mọi người cũng có thể hiểu nó, xem như thực ra đối với anh ấy, blockchain ấy, cái yếu tố timestamp nó là một cái yếu tố mang tính chất về chuyện trọng tài nhiều hơn. Dùng chữ trọng tài là chính xác, bởi vì tất cả những cái mà Dự vừa mới mô tả nó cũng chỉ là ok, tất cả những hoạt động nó xảy ra, thế thì tôi sắp xếp thứ hạng nó như thế nào, tôi giải quyết khiếu nại dispute của nó như thế nào, thì tất cả những cái đó nó đều phụ thuộc vào bạn nào trước, bạn nào sau, bạn nào ngã xuống, bạn nào đứng lên, máu của bạn nào còn bao nhiêu. Thì rõ ràng khi mà mình hay có nói đùa là ông nói gà, bà nói vịt, thì có nghĩa là do hai cái cơ sở dữ liệu đó đang không được đồng bộ với nhau. Thì khi mà chúng ta đưa về hết một cái layer về mặt data, máu giống nhau, ngã xuống giống nhau, đứng lên giống nhau, thì không ai tranh luận được, không ai tranh cãi được nữa. Đấy, nên là anh nghĩ là đây là cái giá trị rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì chắc là cũng là chính là cái giá trị đó, là cái giá trị mà doanh nghiệp truyền thống thì cũng nên explore cái câu chuyện là đưa những cái yếu tố quan trọng nhất về data của họ lên trên blockchain, và đưa như thế nào để tối ưu nhất về mặt gọi là lưu trữ cũng như là về mặt tiềm lực ha. Rồi, thế thì anh muốn hỏi thêm Dự một cái góc nhìn khác nữa là theo góc nhìn cá nhân của Dự, thế thì dữ liệu on-chain không đã đủ chưa? Đã đủ để cho mọi thứ trở nên meaningful, đã đủ cho mọi thứ trở nên gọi là đầy đủ thông tin, hay là em nghĩ là on-chain data phải kết hợp thêm những cái nguồn data khác hoặc là những cái hoạt động nào khác thì nó mới more beautiful, hoặc là nó hiệu quả hơn? Góc nhìn của em là sao? Dạ, em nghĩ cái câu hỏi của anh Chris nó rất hay, là mà bởi vì nó đến từ một việc là đến cuối cùng một cái DApp thì họ không thể nào mà lưu được tất cả dữ liệu on chain được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những cái sự kiện khác. Ví dụ như là khi mà bọn em
phân tích on-chain của một vài cái case chẳng hạn, một vài cái VC hay là ví của Foundation khi mà họ dịch chuyển token, mình sẽ chỉ biết là họ dịch chuyển thôi. Và nếu mà chỉ thuần là nhìn ở trên dữ liệu on-chain thì chỉ cái dữ liệu đấy nó khá là một chiều. Nhưng khi mà link đến những cái dữ liệu kinh tế khác, ví dụ là Fed quyết định tăng lãi suất chẳng hạn, hay là một ngân hàng liên quan đến cái token này phá sản chẳng hạn, thì mình sẽ nhìn được những cái bức tranh mà nó đa chiều hơn, và mình hiểu sâu cái câu chuyện đấy hơn, và mình đưa ra được những cái insight cho người dùng nó tốt hơn. Em nghĩ đấy là value của cái layer ở giữa. Khi mà mình visualize data ra rồi và làm thế nào để những cái data mà đã được trông có vẻ dễ tiêu hóa như thế mà nó biến thành insight, thì nó còn phải đặt trong nhiều hệ quy chiếu khác nhau nữa, ví dụ như là tài chính truyền thống này, hay là có một cái tin nào đấy này, hay là đặt nó chung vào ở trong một cái dữ liệu ngành kiểu vậy. Sẽ có hai thái cực các bạn là retail investor, các bạn có thể nghe theo các bạn KOL này, sẽ chỉ là nghe và đánh theo thôi. Còn một cái thái cực thứ hai, các bạn sẽ muốn tiếp cận đến những cái nguồn data hay là xem những cái metric này metric kia, nhưng mà thường thì các bạn tiếp cận đến những cái nguồn data đấy nhưng các bạn không hiểu. Em play grow ở giữa, em là phiên dịch viên. Anh hoàn toàn đồng ý. Nói chung anh nghĩ là cơ sở dữ liệu on chain nó chỉ cho chúng ta những cái gọi là tương phản thực và real time nhất ở một số các cái góc nhìn thôi, nhưng mà hoàn toàn chúng ta vẫn sẽ phải phối hợp nó với những cái giống như là what happening on the ground, ví dụ những cái mà sự việc xảy ra ở thế giới thực, để mà chúng ta đấu nối những hai nguồn thông tin nó lại với nhau. Thế thì cảm ơn câu trả lời của Dự. Chắc là cho anh một vài cái câu hỏi tò mò về cái dự án của em một chút xíu là anh biết là Dự đã từng làm cho Vinmec ngày xưa là Head of Product, rồi sau đó thì em di chuyển qua làm cho một dự án game về blockchain, rồi bây giờ cuối cùng lại làm về data, đúng không? Thì hiện giờ là team của mình đang bao nhiêu người rồi, và em có gặp những cái khó khăn trắc trở này khi trong những cái ngày đầu mà em thành lập ra cái team này không? Từ ngày đầu bọn em found ra cái team The Lanternus thì khá là lean. Bọn em có lúc mà mới phao ra thì bọn em có 3 người. Còn bây giờ thì tăng lên thành 8 người. Cái cách mà bọn em grow team là bọn em tìm những cái người mà fill vào đúng những cái nhu cầu của team cần ngay lúc đấy. Và với một cái tiêu chí là bọn em sẽ tìm những người phù hợp, và tiêu chí quan trọng nhất đấy là crypto native. Crypto native ở đây mình có thể dùng một cái từ mà nó có thể dễ hiểu hơn, đấy là domain knowledge. Em lấy ví dụ khi mà bạn làm marketing chẳng hạn, hay là bạn làm data analyst chẳng hạn, thì cùng những cái kiến thức nền, bạn có thể dùng những kiến thức nền đấy để làm ở trong F&B, làm ở trong những đơn vị tài chính. Nhưng khi mà nhảy sang một cái ngành mới thì bắt buộc là phải có domain knowledge. Em cũng từng chứng kiến là có rất nhiều bạn làm marketing giỏi, nhưng khi mà nhảy sang làm marketing ở trong mảng crypto sẽ bị struggle trong một khoảng thời gian khá lâu. Lý do là các bạn phải học lại tất cả những cái concept, những cái cách mà bạn những cái channel mà bạn đưa thông điệp ra thì nó cũng khác này, cách user người ta tương tác với nhau thì nó cũng khác này, tương tự với cả data. Lúc mà bạn em làm data nerd ấy, cái việc scale cái team data lên thì khá là khó. Lý do là với những bạn làm data analyst ở những ngành ngoài, ví dụ là e-commerce thì rất là nhiều. Các bạn đã quen với những cái data đấy rồi. Những cái data scheme hay là những cái cách mà họ biết họ biết là những cái từng cái metric này có ý nghĩa là gì. Đúng. Nhưng với crypto thì không phải ai cũng biết cái điều đấy.
Em nghĩ là với việc tìm những bạn researcher hay là những bạn làm data analyst ở trong mảng crypto bây giờ cũng tương tự như là tìm những bạn làm marketing cách đây khoảng tầm 2 năm. Có một cái gap nó rất là lớn giữa những bạn biết về marketing và biết về crypto. Làm thế nào để hai tập để nó giao thoa với nhau? Câu chuyện tương tự bây giờ với cả data analyst. Đồng ý. Nếu mà như thế thì em có kế hoạch gì về trong cái việc gọi là đợi các tài năng mọc lên thì lâu quá, không biết là có cái kế hoạch gì để mà produce các cái tài năng này nhanh hơn không? Em nghĩ là để giải quyết cái này thì em có hai chiến lược. Một là tự bản thân mình phải biến thành trainer. Trainer ở đây thì đương nhiên là bọn em cũng sẽ train cho các bạn nhân viên, các bạn intern khi mà tham gia The Data Nerd rồi. Nhưng mà em sẽ tư duy là nếu mà cùng một công mình train như thế thì tại sao không nên làm một cái academy để có thể dạy thêm những cái bạn talent khác ở bên ngoài để tiếp cận một cái mạng nó rất là mới mà nó đòi hỏi domain knowledge cũng khá là cao và thực sự đấy là một cái nhu cầu rất lớn khi mà em tiếp xúc với cả những cái bên data platform ở trên thế giới. Họ cũng có những cái nhu cầu tuyển được những bạn làm data analyst mà hiểu về ngành crypto. Và cái chiến lược thứ hai thì em nghĩ là sẽ đi phối hợp với cả những cái đơn vị khác, ví dụ như là những học viện hay là những trường đại học mà họ quan tâm đến việc là phát triển các bạn tài năng ở trong mảng data, nhưng các bạn ấy chọn một cái niche là blockchain. Khi mà các bạn ý passionate với việc là làm ở trong mạng blockchain chẳng hạn. Rất là good. Và chắc là anh sẽ hỏi thêm một cái câu hỏi cuối dành cho Dự nữa là vốn dĩ là The Data Nerd là một cái cho tới hình thái ngày hôm nay là một cái sản phẩm nó phụ thuộc rất nhiều vào cái yếu tố gọi là xây dựng cộng đồng. Thế thì em có những cái lời khuyên hoặc là những cái bí quyết nào trong cái việc gọi là xây dựng cộng đồng và quan trọng là xoay quanh một cái sản phẩm mang tính chất về mặt data như The Data Nerd không? Chắc là em sẽ share cái câu chuyện trực tiếp về Data Nerd thì mọi người sẽ dễ hình dung. Đấy là em nghĩ cái việc xây dựng cộng đồng thì nó sẽ đến từ việc là hiểu user và hiểu ngành và biết được là cái tập đối tượng khách hàng mà mình đang serve thì họ có những cái nhu cầu gì và serve cái nhu cầu đấy một cách tốt nhất. Lúc mà làm từ Data Nerd thì em quan sát thị trường khá nhiều và thấy là sẽ có hai thái cực khi mà các bạn là retail investor này, các bạn ý tiếp nhận một cái nguồn kiến thức hay một nguồn thông tin để đưa ra quyết định đầu tư. Các bạn có thể nghe theo các bạn KOL này, sẽ chỉ là nghe và đánh theo thôi. còn một cái thái cực thứ hai đấy là các bạn sẽ muốn tiếp cận đến những cái nguồn data hay là xem những cái metric này metric kia, nhưng mà thường thì các bạn ý tiếp cận đến những cái nguồn data đấy và có những bên cung cấp cái data đấy nhưng các bạn không hiểu. Em play grow ở giữa là em sẽ giúp cộng đồng đưa ra được những insight, những cái em là phiên dịch viên. Giúp cộng đồng đưa ra được những insight mà nó hay và nó dựa trên data. Nó sẽ không mang tính là ok, cộng đồng buộc phải tin một ông dự hay là một ông researcher nào đấy ở trong Data Nerd đặt niềm tin hoàn toàn vào đây mà họ sẽ đặt niềm tin vào là data. Và em thường khuyến khích cái cộng đồng của bọn em sẽ chỉ coi những cái thông tin mà bọn em đưa ra nó chỉ là một cái fact, nó chỉ là một cái lát cắt x quang khi mà
khi mà người ta đưa ra một cái quyết định đầu tư thôi. Very good. Cảm ơn Dự, bữa nay anh học khá là nhiều về data ấy. Thì hy vọng sắp tới là chương trình Việt Success Business sẽ có cơ hội host Dự một lần nữa sau khi mà các cái sản phẩm về data của mình nó bắt đầu nó ra những cái hình thái quan trọng hơn. Một lần nữa rất là cảm ơn Dự đã dành ít thời gian để mà tham gia vô một cái buổi chia sẻ với lại Việt Success Business ngày hôm nay. Cảm ơn em một lần nữa. Cảm ơn em. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái chương trình vừa qua cùng với bạn Dự Nguyễn đến từ The Data Nerd. Hy vọng qua cái buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu thêm về data on-chain là gì, làm sao có thể nhìn vào data on-chain và có thể lấy lại được nhiều cái giá trị hay từ cơ sở dữ liệu này, cũng như là một số các cái ứng dụng tiêu biểu mà chúng ta có thể xây dựng từ cái cơ sở data on-chain. Các bạn hãy chờ đón những cái tập tiếp theo của Việt Success Business trong phiên bản Web3 Plus nhé. Hãy click subscribe vào kênh YouTube của Việt Success Business, cũng như là bấm follow tất cả các cái kênh podcast của Việt Success ở trên Google, Spotify và các kênh khác nhé. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe ngày hôm nay. Xin cảm ơn.